Nó sẽ kết nối qua Bluetooth. Ok, mình đã kết nối rồi. Bluetooth connected Mã của nó là successfully. BS01. Ok, bây giờ mình sẽ thử mở nhạc nào. Tăng âm nữa. Chúng ta sẽ có một nút tạm dừng bài hát, đó là chỗ này. Đúng không ạ? Ấn một tạm dừng bài hát. Ấn tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ nick bài hát. Chúng ta có thể ấn dấu cộng hoặc là dấu trừ, ấn và không cần giữ. Ok. Thiên thần.
Yeah.